đồng bằng sông Cửu Long là vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, với ưu thế là xuất khẩu thủy sản, trái cây, lúa gạo. Năm qua, dịch COVID-19 lần thứ tư tác động nặng nề đến kinh tế của vùng khi thực hiện giãn cách xã hội kéo dài. Cho đến nay, đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận hàng ngàn ca nhiễm COVID-19 và dự báo sẽ còn tăng trong những ngày tới. Nhiều tỉnh thành như Cà Mau, Vĩnh Long, Cần Thơ nằm trong các nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm mỗi ngày. Nhưng tín hiệu tích cực là tỷ lệ tiêm vaccine của vùng đạt hơn 90%, là cơ sở để phục hồi kinh tế. Và thời gian qua thì có hơn 1.300.000 lao động từ miền Tây, từ các tỉnh, thành phố và thành phố Hồ Chí Minh trở về quê tránh dịch COVID-19. Và hiện có 40% quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ. Tình trạng di cư tự do tiếp tục là vấn đề nhức nhối của đồng bằng khi thiếu lao động, nguồn nhân lực phát triển công nghiệp, đô thị và nguồn lao động chất lượng cao. Một thử thách của đồng bằng sông Cửu Long đến gần cuối năm ngoái, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp nhất là 35% và cao nhất là 70%. Nhiều dự án công trình chậm tiến độ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội. Với thời gian giãn cách xã hội kéo dài làm đứt gãy chuỗi sản xuất, 119.800 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 17,8% so với năm trước. Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong năm giảm 10,7% so với năm 2020. Hiện doanh nghiệp đang có sự phục hồi và thích nghi việc thực hiện nghị quyết 128 của chính phủ. Các doanh nghiệp đang bước vào sản xuất, dần lấy đà phục hồi. Dưới tác động của dịch bệnh, yếu tố nội tại như biến đổi khí hậu, cơ sở hạ tầng yếu, nguồn nhân lực là những thách thức cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2022. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tín hiệu tích cực và cơ hội. Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều cơ hội xuất khẩu nông sản khi tín hiệu tích cực trong tháng 12 vừa qua. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 66 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, tăng 6,4% so với tháng trước. Nhiều mặt hàng tiềm năng của vùng như bưởi, xoài, vú sữa tiếp tục xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ cho thấy tiềm năng lớn. Bưởi là loại trái cây thứ 7 của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Một định hướng lâu dài đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long là xây dựng một nền công nghiệp phục vụ nông nghiệp hiện đại. Điểm mấu chốt cải tiến khoa học trong nông nghiệp, thủy sản gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp như quy trình gáp, thúc đẩy cơ giới hóa và bảo vệ môi trường đặt trong xu hướng thích ứng biến đổi khí hậu. Từ đây thu hút các doanh nghiệp xuất khẩu chế biến nông sản, tạo khu vực, tạo ra chuỗi trị. Khi dịch bệnh từng bước được kiểm soát, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên chủ động kết nối các tỉnh thành để phát triển tuyến điểm an toàn liên vùng, tạo các luồng xanh du lịch cho các doanh nghiệp khôi phục lại tour liên tỉnh. Trong định hướng này, thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm việc với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để nối lại các tour trong điều kiện an toàn với dịch bệnh. Một điểm nhấn trong năm 2022 là 7 dự án giao thông được đầu tư tại vùng, mở đường cho những cơ hội mới. Các dự án như dự án tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên, An Giang. Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo giai đoạn 2. Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu giai đoạn 2. Dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ giai đoạn 1. Dự án tuyến tránh quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Ngã Bảy Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Theo các chuyên gia, cần xây dựng các trung tâm vận tải đặt ở trung tâm vùng và các hệ thống vệ tinh phục vụ cho toàn vùng. Điều này giảm dần sự phụ thuộc của nông sản đồng bằng sông Cửu Long vào trung tâm vận tải quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Việc đầu tư giao thông mở đường cho xuất khẩu các nông sản chủ lực của miền Tây sau các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực. Sắp tới, vùng có bản quy hoạch tích hợp phát triển đồng bằng sông Cửu Long. Đây là giải pháp lâu dài để phát triển toàn diện đồng bằng, ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dân. Ngoài ra, các vấn đề về nguồn nước, giao thông, nguồn nhân lực, một khi được tính toán đồng bộ, sẽ là đòn bẩy đánh thức những tiềm năng, lợi thế của vùng. Những dự án lớn là cơ sở để vùng đồng bằng sông Cửu Long cất cánh trong năm nay. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng kinh tế trọng điểm, nơi quy tụ hàng trăm ngàn doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Để đồng bằng sông Cửu Long khôi phục sau đại dịch và tạo bứt phá trong năm mới, việc trước mắt là doanh nghiệp cần nhanh chóng thích ứng, chỉ ra những hạn chế và đề xuất chính sách với địa phương trên cơ sở nắm bắt những thế mạnh về xuất khẩu của vùng.
ghi nhận của phóng viên Đài từ hội thảo quốc tế phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện sau dịch COVID-19 vừa diễn ra tại trường Đại học Nam Cần Thơ. Tại hội thảo, các đại biểu nhìn nhận thành phố Cần Thơ cần tận dụng tối đa nguồn lực để thu hút đầu tư, nhất là nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI, phối hợp chặt chẽ với trung ương và các địa phương trong vùng, hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối liên vùng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho toàn vùng. Nếu chúng ta so sánh cái mối quan hệ giữa thu hút đầu tư và BCI và chỉ số cơ sở hạ tầng, thì biểu đồ quý đại biểu đang nhìn thấy là so sánh hai cái bảng xếp hạng BCI và dự án FDI. Nhìn vào biểu đồ, ta thấy rõ ràng là có những địa phương có xếp hạng BCI cao, nhưng xếp hạng thu hút dự án FDI lại thấp và ngược lại. Và như vậy thì việc nỗ lực cải thiện chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh và cải thiện chất lượng điều hành để cải thiện thứ hạng BCI thì có mang đến hiệu quả cho thu hút đầu tư hay không? Đây cũng là một cái câu hỏi đặt ra của rất nhiều các chuyên gia. 3 tháng giãn cách xã hội tác động đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Bước vào tháng 10 và tháng 11, bắt đầu khởi sắc dịch xuất khẩu. Báo cáo của VCCI chi nhánh thành phố Cần Thơ, trong tháng 11, có hơn 1.000 doanh nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long gia nhập thị trường. Đây là những tín hiệu cho thấy doanh nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long đang trên đà phục hồi. Dù có nhiều cố gắng để duy trì và phục hồi sản xuất, tuy nhiên, thời điểm mở cửa lại, doanh nghiệp cần nhiều chính sách hỗ trợ từ nhà nước. Để góp phần phục hồi nền kinh tế, nhất là cái tình hình tài chính, chủ yếu là ngân hàng nhà nước là đưa ra kịp thời các chính sách tiền tệ nhằm đảm bảo cho hệ thống tài chính được vận hành một cách thông suốt, duy trì khả năng thanh khoản của các tổ chức tài chính, hỗ trợ khả năng thanh toán và góp phần tháo gỡ cho doanh nghiệp, cũng như là tìm kiếm các giải pháp dân sinh trong thời kỳ bình thường mới. Các doanh nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long từng bước thích ứng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến nay, nhiều địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận số lượng công nhân quay trở lại làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp tăng cao. Có nhiều công ty số lượng công nhân làm việc 100%. Việc nhanh chóng thích ứng sẽ tạo tâm thế quan trọng để doanh nghiệp phục hồi trong năm. Để khôi phục sản xuất nông nghiệp, các nhà khoa học cũng chỉ ra những hạn chế và phân tích rõ giải pháp cần thực hiện. Cái đẩy mạnh, cái quản lý, cái chuỗi cung ứng và đẩy mạnh cái quản lý rủi ro trong cái chuỗi cung ứng của những cái ngành hàng, nhất là những cái ngành hàng nông sản, chế biến xuất khẩu của mình, thì những cái liên kết về chuỗi cung ứng của mình á, thì ngay trong cái thời gian mà không có đại dịch thì nó đã yếu rồi, cho nên khi mà cái đại dịch nó sẽ ảnh hưởng thì nó sẽ ảnh hưởng nặng nề đến cái hiệu quả của cái ngành hàng này. Phục hồi bước đầu với những tín hiệu lạc quan, nhưng nhìn rộng hơn vẫn tiềm ẩn khó khăn. Các doanh nghiệp mong muốn tiếp cận nguồn tín dụng, chính sách giảm thuế và xúc tiến thương mại để bứt phá nhanh hơn.